Gì vậy? Không có gì, tai nạn nghề nghiệp thôi. Ba chưa đóng tiền điện hả? Chết cha, trời ơi, luôn quên đóng tiền điện luôn rồi. Thôi vậy lát giao hàng xong rồi ba tạt qua đóng cho người ta đi nha. Không thôi tối người ta cắt điện là tôi không có làm việc được đâu á. Tụ tập bạn bè chơi chứ làm việc làm ơi rồi mệt. Thôi tôi không nói chuyện với ba nữa, bây giờ tôi đi gặp bạn bè. Đi cẩn thận đó. Biết rồi, cà phê ngay đầu ngõ nè. Nhớ đóng tiền điện nha. Ê, tới lâu vô mày. Cô ơi, cho con ly đen đá nha cô. Ừ, đây, đen đá của con đây. Dạ, cảm ơn cô. À, mà đúng rồi, con thanh toán giùm cô mấy ly cà phê của anh Sáu ba con luôn. Bữa giờ cô quên miết à. Dạ, vậy tổng cộng nhiều lát nữa con trả cô luôn. Ok con. Ủa, mà anh Sáu bữa giờ chạy xe lại được chưa? Ủa, ba con vẫn đi làm bình thường mà cô. Ủa, bữa ba con té xe ngoài đường á, cô tưởng đâu phải nghỉ cả tuần nữa chứ. Dạ vậy chắc chắc ba con té nhẹ tại con không nghe ba con nói gì hết á. Vậy thôi trộm vía may mắn rồi. Hai đứa uống nước đi nha, có gì hút cô. Dạ. Ui, làm gì đờ người đó vậy? Không có gì đâu, chắc là tối qua tao thức khuya quá nên là hơi mệt. Trời, uống đi vô cho tỉnh nè. Ok. Dạ em nghe nè chị. Dạ em vừa mới tới nhà à, chắc tầm 3 phút nữa em stream. Dạ có gì em gửi link cho chị nha. Dạ dạ em chào chị. Ông già đâu rồi trời, sao nhà cửa tắt đèn tới thui vậy? Khỏi mở. Hơi nóng muốn chết luôn. Khỏi mở. Cắt điện rồi. Cái gì? Cắt điện rồi. Rõ ràng hồi chiều tôi... Ba đừng có nói là ba quên đóng tiền điện nha. Thì công chuyện lu bu quá, tôi nói quần quật từ sáng giờ, đâu có rảnh đâu mà nhớ. Trời ơi, ba làm vậy là chết tôi rồi. Ba có biết là hôm nay tôi có hẹn với người ta livestream để quảng cáo. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Bây giờ bị cắt điện, làm sao tôi livestream này hả? Nè, bể hợp đồng á là phải đền tiền. Mà số tiền đó ba có biết là ba có làm cả năm cũng không đền được hay không? Thì tao quên thôi. Bữa nay tao không đóng thì mai đóng. Cái công chuyện lưu bu chứ đâu phải là tao hay không đâu. Tao lo tiền thuê chở hàng cho tao này thôi. Thôi ba đừng có lý do lý cháu, con mệt quá. Ba có công chuyện gì? Mấy cái chở hàng thuê này hả? Đúng. Tao chở hàng. Tao là công việc tắp hèn. Tao thua người ta. Nhờ tắp hèn đó có tiền nuôi mày ăn học, bây giờ mày chửi tao. Bây giờ mày lai kiếm có tiền gì? Mày lấy tiền đi mày ăn giọng mày ăn đi. Ha? Cũng may là tao chưa có ăn các bạn là của mày ha. Chứ tao mà ăn cái tao nghẹn ngang cổ tao chết nha. Ba đang nói gì vậy? Hả? Ba mẹ người ta thấy con cái làm ra tiền mừng con không hết kìa. Ba có biết là ngoài kia biết bao nhiêu người khen ngợi tôi không? Còn về nhà này sao? Tối ngủ mà nghe mày lèm mèm mèm ngủ được chứ trơn trọi à. Có luôn nút vàng nghe chưa? Trời ơi nút vàng, nói nghe mất mệt quá. Ba lúc nào cũng chì chiết tôi như một con chó vậy á. Tôi thức đêm thức hôm làm việc, ông không lo lắng, ông không thương tôi thì thôi. Còn nói ra nói vô nữa, có bao giờ mày hiểu cho tôi không? Mày coi người ta là cha mẹ mày coi tôi quan trọng. Mày qua mày nhận ta làm cha mẹ đi. Ông khỏi phải tách. Nếu có lựa chọn á, tôi không cần một người cha như ông. Mày đi đi. Nói gì mày đi thiệt luôn ha. 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 Ba ơi, ba, có ai giúp tôi không? Ba ơi, cô Sáu ơi, chú ba, ba ơi, ráng lên ba ơi, cố lên đi ba ơi, cố lên, sắp tới rồi ba, cố lên ba ơi. Ôi, anh Sáu nghỉ ngơi cho khỏe ha. Tôi có việc, tôi xin phép. Để con đưa bác ra. Bác nè, tình trạng của ba con sao rồi? Như lần trước á, gia đình có trao đổi với bác á,
Sau khi ba con bị tai nạn xe máy thì máu đã tụ trong não. Nhưng ba con nghe chi phí điều trị khá cao, với lại kinh tế của ba con đang gặp khó khăn. Vì thế ba con không chấp nhận nằm viện để điều trị. Và hiện nay bệnh tình của ba con đang chuyển biến rất là nặng. Gì vậy? Tai nạn nghề nghiệp thôi. Bị đau đầu nhiều, suy giảm trí nhớ rất là nặng, biến chuyển rất là xấu. Con phải cho ba con nhập viện sớm để mổ, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước nha con. Thôi, bác đi đây. Dạ vậy chắc chắc ba con té nhẹ, tại con không nghe ba con nói gì hết á. Bác sĩ nói sao mà mặt con buồn hiu vậy? Bác sĩ nói là bà phải ngủ nhiều vô, ăn nhiều vô, rồi nghỉ ngơi nhiều nữa là không sao hết á. Tưởng gì, đó dễ ợt. Nhưng mà có nói là chừng nào bà khỏe hẳn không? Bà cứ nôn khỏe là làm gì vậy? Thì làm gì, khỏe lại đi ra chở hàng cho người ta. Chứ mấy bữa nay mấy bà không ai chở, mấy bà chửi sụm ngoài kìa. Không có ba thì có người khác. Bà thiếu gì người làm mà ba phải lo. Nhiệm vụ của ba bây giờ á là phải nghỉ ngơi cho nhiều vô thì mới khỏe lại chứ. Thằng này, nay ai nhập mày, nói chuyện nhà đá lỗ tai vậy. Ai rồi cũng phải trưởng thành mà ba. Từ bây giờ á, ba cứ yên tâm nghỉ ngơi, còn lại con làm nuôi ba. Cha mày.